Xin chào tất cả anh em. Hôm nay mua được một cái máy cassette cầm tay rất là đẹp đến từ thương hiệu của Soli. Kết hợp ở đấy mua thêm được một cái cối loa nhỏ để gắn vô. Tại vì cái con này là dòng tự hành nên là nó có cái loa sẵn ở đây đằng sau. Nhưng mà muốn nghe to hơn chút thì mua cái loa nhỏ này gắn vô. Con này hàng nó còn rất là đẹp nha anh em, mua về sưu tầm nước này kia ok. Loa này nó có cái nút nguồn đây, nhấn nó sẽ tắt, nhấn nó sẽ mở sạc pin. Loa này anh em mở âm lượng nhỏ chút nghe nó hay. Nói chung nó cũng vui vui. Loa này còn mới kem luôn. Mắt này năm xưa là bao giờ.